Cảm ơn anh. Em rất cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì cái gì? Đã giúp gọi cho em. Em nói để nói chuyện. Em xin cảm ơn anh. Có nghĩa là bây giờ Lindo muốn làm rể ở Hà Giang không? Lấy vợ ấy. Ý anh bảo lấy vợ Hà Giang ấy. Muốn lấy vợ Hà Giang không? Muốn. Muốn không? Muốn. Nếu mà thật có... nhá. Phải có hai vợ chứ, một vợ Angola, một vợ Việt Nam, không sao, không sao. Nhưng mà vợ Việt Nam cần nhiều tiền đấy. Vợ Việt Nam cần nhiều tiền đấy. Ờ, nhiều tiền không. Cần nhiều tiền, phải nhiều Angola tiền. Không cần. Vợ Việt Nam cần tiền nó không yêu đâu. Hay. Ba lấy mình cứ nhiều tiền cho đang. Ở trên này, khác. Không giống như ở dưới thành phố, ở trên này không cần nhiều tiền đâu, một con bò là được rồi. Ui giời, em có, nếu mà ta 5 con bò á. Ở luôn. Trên này chỉ cần một con bò thôi. Một con thôi. Năm con, năm bò luôn. Em ơi, có con bò có. Mấy con cả luôn. Nhưng mà bò ở Angola thì làm sao mà vợ kia nó cho. Không chờ được. Không chờ được về. Không chờ được về đến đây. Ôi giời. Thế thì thế thì nhá, Lindo kết bạn Facebook với anh. Dạ vâng ạ. Anh lấy vợ Việt Nam cho. Vâng. Nhá. Giấy tờ em có một con bạc đi. Lindo đang ngái vấn đề này. Ừ. Như mía lười. Trời ơi, chốc nhá anh. Nhưng mà nói, anh có nói thật không đấy? Thật lòng không đấy? Thật lòng không? Chắc là thôi mà. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Phải thật lòng nhá. Nhưng mà, thật lòng không? Thật lòng không? Đây mà biệt, bây giờ con nói vơ mấy nữa. Sang nói tao nói vợ chứ. Nhưng mà vợ không, nhưng mà còn nếu mà đó. Nếu mà vợ nói chân về nói cho vợ ấy. À. Vợ nói không sao. Chứ có hai vợ Angola vợ ghét luôn ấy. À. Vợ Việt Nam là vợ đồng ý. Không gửi được hề. Không gửi được cho vợ hề. Sao? Thế để mà nghe để vợ nói răng. À. Không sao. Một vợ chắc chắn. Không ý là hồi em ấy. Mình có yêu thật lắm không? Thật không? Yêu thật hay lắm. Nhưng mà biết này. Nhưng mà phải em nó hồi như thế. Không tao hồi được mà. Thật không? Thật mà. Không mặt đi những thật rồi. Dạ lắm con ạ. Thật. Mặt gian lắm. Không. Thật. Nhưng mà có gì phải làm luôn. Xây nhà cho. Đấy. Làm luôn. Ừ, xây cả nhà cho luôn. Nhưng mà xây nhà Việt Nam đắt lắm. Nhà Việt Nam đắt lắm nha. Không, chứ có vật liệu, không phải vật liệu đắt. Đi đồ sai biển. Đi đồ biết xây mà. Biết xây nha mà. Đất đắt lắm. À, đúng rồi. Đất lắm. Về Lindo xin bố vợ đất ở trong nhà vợ. Thà một quả núi luôn. Kiểu, ui dồi, đầm cưới của Việt Nam. Mất vài chục tiền. Đầm cưới của Việt Nam ấy. Ui dồi. Đắt thật đó, cần nhiều tiền.